Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy may mắn ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường nghe làm nhà xoay cửa hướng Tây, làm quan mất chức, làm thầy mất danh. Hướng Tây thì nắng chiếu rành rành, đốt hết âm khí, còn lành làm sao? Chỉ còn dương khí ngự vào, quân bình bị mất, làm sao an bài? Vậy thực sự xây nhà hướng Tây có đốt hết âm khí của gia chủ? Theo các chuyên gia về phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Việt Nam quan niệm, không hẳn là đúng nếu như áp dụng vào từng tuổi của mỗi người. Tuổi Nhâm Tý xây nhà hướng Tây trong năm 2020 có sát chủ hay không? Tuổi Nhâm Tý 1972 nên xây nhà hướng nào để đem lại ngũ phúc cho gia chủ? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, việc đầu tiên ta xét đến các yếu tố đó là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, bộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng, nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hùng họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta xét đến kim lâu. Năm 2020 canh tý gia chủ Nhâm Tý 49 tuổi, theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu. Nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc, tuổi Nhâm Tý 1972 trong năm 2020, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhất kiết, nhất kiết an cư thông vạn sự. Gia chủ làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Còn xét đến tam tai, người tuổi Nhâm Tý cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn, năm làm nhà 2020 canh Tý. Theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1972 Nhâm Tý sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tóm lại, tuổi 1972 năm 2020 tốt để làm nhà. Tuy nhiên, nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1972 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp lòng phù chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xem vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Tý 1972, nam mệnh thuộc cung Khảm Thủy, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Nhâm Tý, cung Khảm thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Khảm Thủy có bốn hướng tốt, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Bốn hướng xấu là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn từng hướng. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tòa ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tòa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tòa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Tý xây nhà và ở hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ, thuộc Mộc, hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bất quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn.
Tiếp theo đó là hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm Canh Tý cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được các ngành may mắn hơn. Tuổi Nhâm Tý xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng, được diêm niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diêm niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng thứ ba đó là hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến Mộc cung, hướng Đông Mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Nhâm Tý xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát thì tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt lành thì anh chị nên chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nam mạng Nhâm Tý xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng, phạm họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hướng dẫn hóa giải cách cục nhà không hợp với người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Nhâm Tý 1972 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây, tuổi Nhâm Tý Nam mạng xây nhà hướng này phạm và lục sát thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ Nhâm Tý đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy Trấn Trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa Trấn Trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tý. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mộc kỷ lưu thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Với nam mạng Nhâm Tý 1972 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ với nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy hơn nữa năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp Trấn Trạch Vượng Long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Tý đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa Trấn Trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tý. Thứ bảy đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, sao lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt, với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi 1972 Nhâm Tý nam mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sau tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020, sơn thân phạm và mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 hoặc 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 9 và tháng 10 âm. Khi đó, tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Nhâm Tý 1972 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Tý khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp Trấn Trạch Vượng Long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa Trấn Trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với nam tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972.
Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được Phong Thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Nhâm Tý năm 1975 ạ. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Đối với nữ mạng Nhâm Tý cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Khôn Thổ, bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Đầu tiên ta xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý, Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng xây nhà hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào Tuyệt Mệnh. Mà Tuyệt Mệnh là sao phá quân, thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Tý khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tý 1972. Hướng thứ hai đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng mà tận dụng làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Nhâm Tý nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng. Mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Tý đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy chấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tý 1972. Thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại giáp là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn và cát lành hơn. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Người tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng mà ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, được họa hại mà là sao Lộc Tổn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tý 1972. Thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát.
những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát thì tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm Canh Tý. Tuy nhiên, nếu biết lựa chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đào sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được thật lành may mắn. Nếu bạn tuổi Nhâm Tý xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc giao cự môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để có thể trấn được những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không nên xây mới trong năm Canh Tý. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Nhâm Tý nữ mạng xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diêm niên là sao Vũ Khúc, thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó trong việc kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diêm niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Thủy đô thiên sát. Anh chị xây mới thì chọn vào tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Nhâm Tý nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh thì sa sút nên đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cùng xét đến đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tố Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nữ mạng Nhâm Tý xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn.
Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lăng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Tý đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Tý 1972. Hướng cuối cùng mà chúng ta cũng cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới trong năm Canh Tý cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10 khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Nhâm Tý xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn. Chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải được sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, với những chia sẻ của phong thủy may mắn trên đây, chắc chắn quý vị đã có câu trả lời cho câu hỏi ở phần đầu của chương trình rồi đúng không ạ? Chúng ta thì cũng thường nói với nhau rất nhiều lần rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chính vì thế mà việc xây nhà là việc trọng đại, quý vị hãy đặc biệt lưu ý. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian vừa qua. Mọi đóng góp cho chương trình, quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận ngay bên dưới video này nhé. Quý khán giả cũng đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè, những người thân yêu để họ cũng có thể nhận được những giá trị thiết thực về xây sửa nhà trong năm 2020 Canh Tý. Chúc các gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 xây cất ngôi nhà gặp được nhiều may mắn, hóa rủi, thành may, công việc hành thông, thuận lợi.